Lời đầu tiên, kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin gửi lời chào đến tất cả quý cô chú và anh chị. Hôm nay chúng em review một căn nhà phố, nhà nằm một vị trí sầm uất đắc địa ngay trung tâm quận 7. Và từ nhà của chúng ta cách đường lớn Gò Ô Môi chỉ tầm 100m mà thôi, cách chợ Phú Thuận 200m luôn. Từ nhà của chúng ta di chuyển ra đường lớn Huỳnh Tấn Phát chỉ tầm 300m mà thôi, đường thông thoáng dễ đi, nằm trong một vị trí rất là sầm uất của quận 7. Xung quanh có rất là nhiều tiện ích khác như chợ, trường học cấp 1, cấp 2 và rất là nhiều tiện ích khác xung quanh căn nhà của chúng ta luôn. Nhà có diện tích là ngang 4m, dài 16m, hướng bắc, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Nhà của chúng ta là một căn góc, bên ngoài được gia chủ đề co trang trí và làm khung rào bảo vệ rất là kiên cố luôn. Con hẻm trước nhà rộng khoảng tầm 3m, thông thoáng. Và bây giờ chúng ta di chuyển vào bên trong tham quan những hình ảnh bên trong căn nhà của chúng ta. Và đây là một cái khoảng sân trước nhà nè, gia chủ cũng làm một cái góc vườn nho nhỏ và đặt một cái bộ bàn ghế cho chúng ta uống cà phê vào những buổi sáng hoặc là uống trà, rất là dễ thương luôn ạ. Đặc biệt là gia chủ thiết kế có một cái khoảng hành lang bên hông rộng hơn mét, đậu được nhiều chiếc xe máy. Còn bên trên thì gia chủ cũng làm khung rào sắt bảo vệ rất là an toàn cho chúng ta luôn. Đặc biệt nằm ngay một vị trí đó là quận 7. Cho quý cô chú anh chị khách hàng nào quan tâm muốn mua nhà ở khu vực quận 7 thì hãy liên hệ ngay số điện thoại 0931 822 932, số thứ hai 0906 894919. Chúng em sẽ hỗ trợ tất cả quý cô chú anh chị khách hàng chúng ta đi xem nhà một cách thực tế nhất. Và đây là một cái khoảng không gian phòng khách của bên trong căn nhà chúng ta ha. Gia chủ đề co trang trí cũng rất là dễ thương, đặt một bộ salon ngay tại một vị trí này. Trên được thiết kế là chằng thạch cao, đèn chùm. Và gia chủ cũng bố trí nhiều chậu cây cảnh cho vào bên trong căn nhà. Chúng ta di chuyển vào tham quan không gian bếp ha. Và đây là một cái hộc ở bên dưới cầu thang gia chủ đóng cho chúng ta để trang trí theo sở thích của mỗi gia đình. Còn cái góc này thì gia chủ bố trí cho bộ bàn ghế ăn 4 ghế gửi tặng lại cho quý khách hàng luôn. Không gian bếp thì cũng tương đối là thông thoáng và rộng rãi. Gia chủ cũng đóng cho chúng ta một cái kệ tủ bếp đó, lắp sẵn, trên được thiết kế là chằng thạch cao, đèn chùm. Và đặc biệt là cái thiết kế khoảng không gian nhà vệ sinh được thiết kế bên hông tương đối là rộng rãi và sạch sẽ. Những trang cái thiết bị bên trong nhà vệ sinh thì gia chủ đều sử dụng loại mới hết và tương đối là cao cấp, với sử dụng đồ bền lâu dài cho nên là quý khách hàng hoàn toàn yên tâm luôn. Và đây là một cái khoảng không gian hành lang bên hông nè, chúng ta có thể là bố trí đậu được rất là nhiều chiếc xe máy luôn. Đặc biệt gia chủ cũng làm khung rào bảo vệ cho chúng ta. Có một cái cửa hậu bên hông rất là thoáng, chúng ta có thể mở cửa ra lấy gió và từ bên ngoài vào cũng rất là mát mẻ, làm cho cái khoảng không gian bếp của chúng ta không bị ngợp và bí luôn ạ. Cái hành lang rộng hơn 1m ha, rất là rộng và thoáng luôn. Trồng cây cảnh hoặc là chúng ta có nhà mà có nuôi thú cưng á, chúng ta có thể bố trí cho bên hành lang này ở cũng được. Một không gian thiết kế ở bên dưới cũng cực kỳ thoáng. Và bây giờ em mời toàn thể quý khách hàng chúng ta lên cái khoảng lầu 1 để tham quan vị trí phòng ngủ. Và đây là một cái phòng ngủ ở phía trước nè. Nói chung phòng này thì gia chủ cũng thiết kế cho chúng ta một cái máy lạnh và đặc biệt cũng có cửa sổ. Phòng ngủ ở phía trước thì tương đối là thoáng, nhưng mà diện tích thì nó hơi hẹp một tí. Ví dụ như mà đường cái thì nó có cái chiều dài. Khi mà gia chủ nào sở hữu căn nhà này á, cái căn phòng này chúng ta nên là thiết kế về cái độ dài, về cái phần nội thất. Đó cũng rất là tiện ha. Căn nhà này phù hợp với gia đình chúng ta ở khoảng tầm cỡ 4-5 thành viên trở lên cũng thoải mái. Thích hợp mua để ở hoặc là kinh doanh cho thuê đều được. Nằm ngay một vị trí ở quận 7. Nhiều cô chú anh chị sẽ quan tâm về những căn nhà quận 7 như thế này. Thì bây giờ bên kênh Bất Động Sản Tùng Loan chúng em review lên đây để cho tất cả quý cô chú anh chị chúng ta xem tham khảo. Nhà này thì có pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công xây dựng đầy đủ và đặc biệt là có hỗ trợ vay ngân hàng cho quý khách hàng nào chúng ta có nhu cầu vay. Trên lầu 1 thì cũng được thiết kế một cái nhà vệ sinh được đặt ở chính giữa nè. Cũng tương đối là thoáng và rộng rãi. Được tách biệt riêng biệt giữa hai phòng ngủ của chúng ta, đặt bên ngoài tiện cho chúng ta cái việc mà vệ sinh. Và đây là một cái phòng ngủ thứ hai ở phía sau. Gia chủ được thiết kế cũng có cửa sổ đầy đủ và đặc biệt cũng trang bị máy lạnh cho chúng ta luôn.
Phòng thứ hai này được cái thì cũng tương đối rộng thoáng, và đặc biệt thì gia chủ mong muốn ra đi với giá rất là thiện chí luôn là 3 tỷ 970 triệu, còn thương lượng trực tiếp cho khách hàng thiện chí tại thời điểm này. Và tất cả cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà một cách thực tế nhất thì hãy liên hệ và ủng hộ ngay cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan, số điện thoại 0931 822 932, số thứ hai là 0906 894 919. Kênh Bất Động Sản Tùng Loan luôn cam kết với tất cả quý cô chú anh chị khách hàng chuyên bán nhà chính chủ, không qua trung gian môi giới nhiều đầu, giá cả thương lượng trực tiếp chính chủ nhà luôn. Và gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô chú anh chị nào vì thời gian qua đã ủng hộ cho chúng em. Mà nếu có xem tất cả những clip chúng em review thì cho chúng em xin một cái like và một cái đăng ký kênh để cho bên ekip thực hiện luôn có những động lực và tinh thần review những căn nhà đẹp giá rẻ ở khu vực quận 7 và Nhà Bè để cho tất cả quý cô chú anh chị chúng ta xem tham khảo và hình ảnh thực tế. Và bây giờ em mời toàn thể quý khách hàng chúng ta ngắm lại hình ảnh khoảng không gian tầng trệt ở bên dưới một lần nữa. Và lời cuối cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan xin một cái like và một cái đăng ký kênh ở bên dưới. Xin hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị vào video clip tiếp theo. Xin cảm ơn và gửi lời chào tạm biệt ạ.